Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bác chuyên gia năng lượng Ngô Thị Tố Nhiên, Việt Nam tiếp tục vi phạm nhân quyền khiến Liên Hiệp Quốc quan ngại. Ngày 25 tháng 9, VOA dẫn tin từ một hãng tin quốc tế cho hay Liên Hiệp Quốc quan ngại việc Việt Nam bắt giữ chuyên gia năng lượng Ngô Thị Tố Nhiên. Theo hãng tin quốc tế, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc OHCHR bày tỏ quan ngại về việc chính quyền Việt Nam bắt giữ chuyên gia năng lượng xanh Ngô Thị Tố Nhiên, Người từng cộng tác với các cơ quan của Liên hiệp quốc và Hoa Kỳ chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Joe Biden đến Hà Nội và ký các thỏa thuận kinh doanh và nhân quyền, VOA dẫn lời ông Ravina Sandasani, người phát ngôn của văn phòng cao ủy nhân quyền Liên hiệp quốc nói với hãng tin quốc tế trong một tuyên bố: "Chúng tôi đã biết về vụ bắt giữ này và đang theo dõi diễn biến với sự quan ngại." Hình ảnh bản tin trên VOA ngày 25 tháng 9. Hãng tin nói trên trong tuần trước đã trích dẫn một tổ chức nhân quyền DATA Project và một nguồn tin cho biết, ngày 15 tháng 9, Công an Hà Nội đã bắt giữ bà Ngô Thị Tố Nhiên, giám đốc điều hành sáng kiến chuyển đổi năng lượng Việt Nam, Việt C, một tổ chức tư vấn độc lập tập trung vào chính sách năng lượng xanh. Một bản tin trên VOA cho hay, ngày 20 tháng 9, vào thời điểm bị bắt giữ, bà Nhiên đang hợp tác với văn phòng Việt Nam của chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP để thực hiện đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng một cam kết trị giá 15,5 tỷ đô la của nhóm G7 và các nước khác nhằm giúp Việt Nam giảm sử dụng than. VOA ngày 25 tháng 9 dẫn hồ sơ của bà Nhiên trên trang LinkedIn. Theo đó, bà từng làm việc cho Ngân hàng Thế giới WP, Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP và Cơ quan Viện trợ Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ USAID. Cơ quan Viện trợ Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ tại Việt Nam đã gửi email xác nhận với hãng tin quốc tế rằng bà Nhiên đã tham gia các sự kiện quốc tế và trong nước, bao gồm các cuộc tham vấn do UNDP tổ chức về chủ đề chuyển đổi năng lượng. Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội chưa trả lời các yêu cầu bình luận của hãng tin quốc tế. Theo VOA, trong hai năm qua, Việt Nam đã bắt giữ 5 nhà bảo vệ nhân quyền, môi trường, với các cáo buộc trốn thuế. Người phát ngôn của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết vào tháng 6 lưu ý rằng các vụ bắt giữ này xảy ra trong khi Việt Nam đang đàm phán để nhận tài trợ quốc tế cho quá trình chuyển đổi năng lượng khỏi than đá, trong đó Việt Nam là quốc gia sử dụng than đá chính. Hình ảnh chuyên gia năng lượng xanh Ngô Thị Tố Nhiên. VOA cho biết bà Nhiên rất kính đáo trước công chúng và cũng được xem là một chuyên gia chứ không phải là một nhà hoạt động về môi trường. Chính phủ Việt Nam chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào về việc bắt giữ bà Nhiên và không trả lời yêu cầu bình luận của hãng tin quốc tế. Báo chí trong nước cũng hoàn toàn im lặng về vụ bắt giữ này. Liên quan đến hành vi vi phạm nhân quyền, VOA cho biết thêm, hôm 22 tháng 9, Việt Nam đã xử tử một người đàn ông tên Lê Văn Mạnh, người bị kết án tử hình vào tháng 7 năm 2005, sau khi ông bị kết tội giết người, hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản. Trước đó, Liên minh châu Âu EU đã kêu gọi tạm dừng việc xử tử ông Mạnh. Ông Phil Robertson, phó giám đốc châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền HRW cho biết ông Mạnh có bằng chứng ngoại phạm mạnh mẽ nhưng bị bỏ qua. Mặt khác, thông tin của Nhà Trắng về chuyến thăm của Tổng thống Biden đến Việt Nam có hơn 2.600 từ, trong đó chỉ có 112 từ về nhân quyền. Nhà Trắng đề cập đến tăng cường cam kết đối thoại có ý nghĩa về việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền mà không nêu chi tiết. Nhiều tổ chức nhân quyền đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Biden vì cho rằng ông đã bỏ qua vấn đề nhân quyền khi nâng cấp quan hệ với Việt Nam. Hiện Việt Nam đang giam giữ ít nhất 159 tù nhân chính trị và giam giữ 22 người khác, cùng với hàng trăm người bị cấm xuất cảnh vì lý do an ninh mà thực chất là có liên quan đến chính trị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin bắt chuyên gia năng lượng Ngô Thị Tố Nhiên, Việt Nam tiếp tục vi phạm nhân quyền khiến Liên Hiệp Quốc quan ngại. Việt Nam tiếp tục sách nhiễu người dùng Facebook. AFA tiếng Việt ngày 24 tháng 9 loan tin, Đồng Nai phạt 30 triệu đồng người đàn ông chia sẻ thông tin xúc phạm lãnh tụ trên Facebook. AFA cho biết Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PA05, Công an tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định xử phạt hành chính ông Quy 30 triệu đồng trong ngày 24 tháng 9 vì cung cấp chia sẻ thông tin xúc phạm danh nhân anh hùng dân tộc trên không gian mạng. Công an Đồng Nai còn buộc ông này phải gỡ bỏ các bài viết và cam kết không tái phạm, đại diện phòng BA05 cho truyền thông hay. Trước đó đã phát hiện tài khoản Facebook nhật quang của ông Quy thường xuyên đăng tải các thông tin có nội dung xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh và uy tín của các lực lượng công an nên đã phối hợp với thanh tra sở thông tin truyền thông và công an thành phố Biên Hòa tiến hành mời ông Quy về trụ sở làm việc, hình ảnh bản tin trên AFA. Tại công an Đồng Nai, ông Quy đã thừa nhận do bản thân nghiện ma túy nên tinh thần không được tỉnh táo, thường xuyên truy cập vào các trang có nội dung xấu trên mạng xã hội, không nêu rõ tên cụ thể của trang mạng nào nên đã tin vào và chia sẻ lại các thông tin trên Facebook cá nhân của mình. Trước đó, ngày 22 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bà Vũ Ngọc Sửu, sinh năm 1973, ngụ tỉnh Lâm Đồng, trú ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, một năm 6 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Lý do Bà Sử dùng tài khoản mạng xã hội Facebook cá nhân tên Vũ Ngọc chia sẻ đăng tải 3 bài viết có nội dung phỉ bán đảng Cộng sản, xúc phạm nói xấu lãnh tụ, lãnh đạo đảng, nhà nước. Năm 2022, Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng đã xử phạt tổng cộng 15 triệu đồng đối với hai Facebooker đăng thông tin vu khống xuyên tạc xúc phạm uy tín lãnh đạo Đà Nẵng và các tổ chức. Cụ thể là ông LTH, chủ tài khoản Facebook LH bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì đăng tải bài viết có nội dung xúc phạm uy tín lãnh đạo của một số tổ chức ở Đà Nẵng. Đồng thời ông cũng bị yêu cầu gỡ bài. Ông LTH cũng đã lưu trữ và tương tác với tài khoản LD. Vì vậy Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội xử phạt hành chính đối với Facebooker LPD 7,5 triệu đồng. Năm 2020, Facebooker mã Phùng Ngọc Phú, 28 tuổi, bị tòa án nhân dân quận Đinh Kiều, thành phố Cần Thơ tuyên án 9 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Hình ảnh 4 người ở tỉnh Gia Thanh Hóa bị xử phạt hành chính vì nói xấu lãnh đạo. Cơ quan an ninh điều tra xác định anh Phú đã sử dụng tài khoản Facebook nói trên để đăng tải, chia sẻ 14 bài viết không đúng sự thật về đại dịch Covid-19 và xuyên tạc phỉ bán nhà nước, thậm chí còn bình luận bôi nhọ xúc phạm lãnh đạo đảng và nhà nước. Năm 2019, huyện tỉnh Gia, Thanh Hóa đã xử phạt hành chính 4 người vì nói xấu các vị lãnh đạo đảng, nhà nước và lực lượng công an huyện tỉnh Gia tham gia cưỡng chế giải phóng mặt bằng. Bốn người bị công an huyện tỉnh Gia phạt hành chính với mức tiền 7,5 triệu đồng mỗi người, tổng số tiền là 30 triệu gồm Lê Quang Cường sinh năm 1979, ngụ ở xã Hải Yến, Nguyễn Thị Loan sinh năm 1991, ngụ ở xã Trúc Lâm, Lê Khắc Linh sinh năm 1982, ngụ xã Phú Lâm và Đặng Nguyên Tùng sinh năm 1994, ngụ xã Nguyên Bình, huyện tỉnh Gia cần nói rõ việc người dân phê phán chỉ trích lãnh đạo chính là thực hiện quyền dân sự và chính trị của họ quyền này đã được công nhận trong tuyên ngôn nhân quyền của liên hiệp quốc và trong công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà việt nam là thành viên như vậy khi nhà cầm quyền việt nam xử lý hành chính hay hình sự đối với những người dám lên tiếng phê phán chính quyền là họ đã chà đạp lên nhân quyền của người dân và công ước quốc tế mà họ đã ký kết Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Việt Nam tiếp tục sách nhiễu người dùng Facebook. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh Youtube và Facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm d